Anh hai. Chà, chà chà chà. Trời ơi trời, bữa nay đâu ăn bặn lịch sự quá, tông đỏ trắng rồi hả? Em đi xin việc làm. À, đi xin việc làm hả? Dạ. Đài truyền hình á, tuyển nhân sự nên là em nộp đơn vô xin liền chứ ở nhà thất nghiệp buồn quá. Buồn cái gì, thất nghiệp là chết đói luôn chứ buồn cái gì, phải cố gắng lên. Dạ. Ủa mà em biết thể lệ xin việc sao không? Dạ biết, cũng khó lắm á. Hai cái bằng đại học, bốn cái tín chỉ, nhưng mà em chuẩn bị sẵn hết rồi. Ừ, vậy thì yên tâm rồi, có gì đâu. Không, nhưng mà có cái là nó có ba dòng nên em cũng hơi lo. Lo cái gì, phải tự tin lên chính bản thân mình đi nào cô gái, tự tin lên. Yeah. Yeah. Rồi, chúc em may mắn nè. Yeah. Yeah. Em nhìn nha. Đúng rồi. Yeah. Phải tự tin vào chính mình chứ. Yeah. Đó, phong cách tự tin gì là hay lắm. Yeah. Chúc em chiến thắng. Yeah. Mời cô Nguyễn Thị Út cho dự tuyển. Dạ dạ dạ, có em. Dạ em chào chị. À, dạ em chào anh. Dạ đây là hồ sơ của em. Ngồi xuống đi. Dạ dạ dạ. Lành quá à. Mà khoan. Dạ. Trước khi mà chúng tôi phỏng vấn đó. Dạ. Thì phải qua một cái quy trình. Dạ. Là phải kiểm tra sức khỏe trước. Dạ. Nè, cô thấy cần mình đặng cô không? Leo lên kiểm tra sức khỏe coi làm sao. Chứ sao, để em tự xử. Không được chen lắm. Ủa con mình em à? Bị mát. Quý khách cao 1m57, tai ù, y chang như một con vịt cổ lùn, ăn nhầm thuốc kích thích, đề nghị leo xuống đây ngay. Trời ơi, cái cân mà làm gì sỉ nhục ta dữ vậy? Tôi mà vô đây làm hả, tôi đem bỏ cái cân này đầu tiên. Dạ dạ. Sao? Em cân xong rồi. Khỏi, em xong rồi đó. Khỏi cần phỏng vấn, khỏi dự tuyển luôn cưng. Chưa mà, em chưa làm gì luôn. Để bây giờ em vô em thay bikini ra cho anh đo vòng 1, vòng 2, vòng 3 của em nha. Khỏi, cô ngồi xuống luôn đi. Sao vậy chế? Điều đầu tiên mà tôi có thể đánh rớt cô á, là đi dự tuyển mà không có đọc thể lệ đúng không? Có, em có đọc mà. Cô biết 3 dòng là dòng gì không? 3 dòng là 3 dòng của em, vòng 1, vòng 2, vòng 3. Dạ thưa cô, 3 dòng đó là dòng sơ khảo, dòng bán kết và dòng chung kết. 3 dòng đó chứ cô nghĩ 3 dòng gì? 3 cái dòng cô nghĩ đó, mang về chồng cô xài. Ok. Còn điều thứ hai nữa, cô biết gì không? Dạ. Cô không đọc thể lệ hả? Dạ sao? Chiều cao 1m58, cô có 1m57 thôi mà. Cái này có một phần à, chăm trước đi anh. Không. Cô đi mua nhà thiếu 1 tỷ người ta có bán cho cô không? Một phân à. Không là không. Công ty nào cũng phải quy tắc của nó. Chỗ tôi làm cũng có quy tắc. Tôi cũng phải quy tắc của tôi chứ cô. Mời cô về hen. Người kế tiếp. Trời ơi. Sao? Kết quả sao rồi Út? Hả? Rớt rồi. Giả bộ đúng không? Diễn đúng không? Giả bộ em rớt rồi sao rồi? Hồi em thắng rồi, em đậu rồi, ăn mừng đúng không? Em rớt thiệt rồi. Nhóm này diễn sâu ấy. Mới vinh việc vô đài truyền hình cái mà đặt diễn làm diễn viên rồi nó tôi cắt cái mỏ mày giờ. Em rớt thiệt rồi anh hai ơi. Rớt rồi. Ủa rớt thiệt luôn hả? Ủa là còn diễn không vậy? Không, em rớt thiệt. Ủa sao rớt kỳ vậy? Tại vì em lộn ba vòng với thiếu chiều cao. Lộn ba vòng, thiếu chiều cao? Ủa là sao? Cái này là tuyển nhân sự rồi, đâu phải thi người mẫu hay là thi hoa hậu gì đâu mà ba vòng chiều cao đâu. Thì bởi ba vòng của nó là vòng sơ tuyển, vòng bán kết với vòng chung kết. Mà em lộn hình ba vòng của em. Trời ơi. Rồi còn vụ chiều cao sao? Thì người ta tuyển 1m58 mà em có 1m57 à. Thiếu có 1cm mà em gớt. Con mày có 1m57 hả? Ừ. Lỗi tại ai? Tại má. Hả?